Hey you, hello tất cả các bạn nha. Và chào mừng các bạn quay trở lại với channel Game Life của mình. Thì chúng ta chiến tiếp tục nữa nha các bạn. Bản game ARK Genesis của mình nha. Thì trong tập này mình sẽ đi qua bên cái khu mặt trăng nha các bạn. Cố gắng bắt cho bằng được tầm khoảng chừng 20 cái con T-Rex đó. Và rồi chúng ta luyện cấp á. Để mà đánh cái con boss cuối. Nhưng mà dạo gần đây các bạn. Mấy ngày gần đây, mỗi ngày mình ra có tầm một video đến hai video ha. Hơi bị ít. Nhiều bạn fan nói là anh ơi xem không đã gì hết, đợi video của anh lâu quá, thì sorry tất cả bạn nha. Mấy ngày nay mình kiểu mà nó bị bệnh trong người các bạn, ho quá ho rồi. Vì thế là mình không có làm nhiều video được á. Nhưng mà bữa nay mình đã đỡ rồi nè. Thì mình có thể là chiến tiếp tục cho các bạn xem được ha. Để coi coi. Ở tập trước là mình đi luyện cấp cho thằng quỷ thằng chó điên siêu mạnh này nè các bạn. Nè, nó lên được cấp 319 nè các bạn thấy không? Đam nó quánh cũng khá mạnh á. Rồi bây giờ mình sẽ để nó ở đây ha, để cho nó được tăng máu lên. Ui. Các bạn nhìn xem nào, đây là cái con heo baby. Con của cái con heo bác sĩ á. Bây giờ nó lớn luôn rồi nè. Cấp độ 195. Ôi giời ơi. Để coi coi. Ui mừng quá các bạn ơi. Cái con heo baby này hiện tại bây giờ là nó thuộc hệ cái các bạn. Ngon rồi, ngon rồi. Nguyên một bầy heo của mình có mình lên cái con heo bác sĩ này là con hệ cái nè. Bắt phối thấy bà luôn. Bây giờ có con này thêm hệ cái nữa là quá im rồi. À, mình sẽ cho nó ăn thịt ha. Thôi không cho nó ăn thịt đâu, thịt cừu để dành đi bắt thú. Tiếng em trong này đi. Mình để quên nó đến đổi mà nó lớn luôn các bạn. Nó từ baby mà nó tự động nó lớn luôn á. Đó các bạn thấy chưa, nào nhìn mặt anh nè. Cưng dễ sợ. Quên. Phải nói là mặt của gì đó bé ấy mới đúng. Đây bé heo xinh xắn nha. Cấp độ 195 là cũng thuộc dạng mạnh lắm đó các bạn. Cấp độ cao á. Đây bé heo xinh xắn. À, ở trong này mình có được bắt được thêm một con nữa ở cái tập trước nè, một level 127 nè. Đấy các bạn thấy chưa, heo ở ngoài tự nhiên mà mình bắt được có 127 thôi. Còn đây là thế hệ được phối á. Cấp độ tới 195 là cao lắm luôn đó các bạn. Để hết cái thời gian thì mình quăng cái con này ra luôn. Không biết là ở trong cái tập trước là cái con này kiểm tra thử coi. À đây là cái con cái luôn nha bạn. Như vậy là có thể là phối được nữa. Đi đi vô đây vô đây vô đây đi. Đây đem qua cho thằng với thằng con trai bác sĩ nữa nè. Con trai heo bác sĩ. Là thằng này là con trai của con heo này nè các bạn. Đi vô đây vô đây. Nhanh lên. Đấy. Tại vì mình đang cố gắng mình nhân giống ra để chúng ta có được nguyên một bầy heo với mà một bầy T-Rex cho nó mạnh lên mới được. Bầy heo này là sau này là chỉ cần đem mấy con thú mình mà có bị thương á, đem vào cá là nó hồi máu là siêu nhanh luôn. Dễ kiên à. Được rồi, bạn fan nào yêu thích series ARK của mình thì các bạn nhớ kéo xuống like để ủng hộ tinh thần làm video của mình nha các bạn. Mấy ngày nay mình vô mình chiến một mình là do mình với em Thành Trung chưa có ship lịch được á. Vì thế là chưa chơi chung được. Tại còn làm video với mà mới ký hợp đồng bên Nonolite lại các bạn. Vì thế là hai thằng không có chung một cái khung thời gian á để chơi chung được. Nhưng mà mình tạm thời thấy mấy cái tập này mình chủ yếu là cũng vô bắt thú á, chứ chưa có đi quánh boss. Vì thế là một mình làm được. Bật Martin lên nha. Đó, rồi đó, hai con này nó bắt đầu nó phối nhau đó các bạn thấy chưa. Con này là con mình mới bắt nè.
Rồi, sau này mày lớn lên đi rồi tao bắt mày đẻ thấy ba luôn. Đâu giờ nó còn nhỏ. Để coi coi cái con chó điên siêu mạnh này mình lấy thêm vài quả cầu nữa đi nha. Mình dự định là trong cái tập này mình sẽ đi qua bên cái khu mặt trăng á để bắt tầm khoảng chừng 20 con T-Rex, vì thế là mình sẽ lấy quả cầu theo nữa. Các bạn nghĩ trong một tập mình có thể bắt được 20 con T-Rex không? Không bắt được 20 thì ít nhất là cũng bắt 10 con nha các bạn. Đó, đem theo vài cái súng long nách theo. Nói chung là T-Rex bên đó mình có đạn xịn đó, bắt cũng nhanh lắm, bắn vài phát là xong rồi. Rồi nó đã hồi máu đầy đủ rồi, chúng ta lên đường thôi. Hình như là mình còn cái con nhện nữa. Ôi. Đây đây đây. Ui ui. Nó tự động nó cắn máu của mình á. Đứng qua đây xíu đi cho mấy con heo nó hồi máu. Đó các bạn thấy không, nguyên một bầy heo mà nó hồi máu là tăng đá luôn. Này các bạn xem nào, máu nó lên nè. Sướng luôn á. Rồi, để mình test đam lại cái con mực này thử á nha. Chúa tể nè, chúa tể đại dương 4 4 1. Ghê không các bạn, thấy ghê không, bạch tuộc này là dữ dằn lắm luôn á. Chắc mình đổi tên nó lại quá. Ôi quánh nhẹ cái 7.000 dầu. Ở đây có con này là con gì nữa nè các bạn, nè con này nè. Chạy rồi. Không biết cái con này chúng ta bắt thì nó có được cái gì không nhờ. Này con này nè. Không biết ở trong bản game này con đó không biết có công dụng để làm gì nữa, chắc để dành lấy thịt quá. Thường mình cũng ít bắt mấy cái con đó. Rồi, chúa tể đại dương. Con này mới gọi là chúa tể đại dương nha các bạn, không có mô sa nào đâu. Con mực, con bạch tuộc của mình nó mới là chúa tể. Nó mạnh như đời tới vậy đó. Lâu quá vậy. Heo hồi máu liên tục mà cảm giác nó cũng chậm với ta. Mấy con nhện này cũng cực lắm các bạn. Kiểu mà nó mà bị thiếu máu vậy nè, mà các bạn leo lên trên người nó là nó hút máu chịu không nổi. Mình có cảm giác là mấy thằng này nó không có chịu hồi hay sao. À quên nữa, cho các bạn xem cái này nữa nè. Nè chỗ này nè, mình đã biết được cái công thức để mà chế ra mấy cái chai máu này nó nhanh rồi. Nè các bạn bỏ Nicotine vô, rồi bỏ mấy cái trái đỏ á, thì nữa mình sẽ trồng mấy cái trái đỏ cho nó nhiều. Ôi Figot trên này có đóng luôn ha. Hồi đó Figot đối với mình ở trong này nó xịn sò lắm các bạn.
Nhưng mà Firoz phải có element đó. Hiện tại giờ mình chưa có element, vậy thế là mình bỏ nó trên đó luôn. Đây, tạm thời xin các bạn mười mấy phút đầu nha. Để mình chuẩn bị cho kỹ càng đi rồi chúng ta hôm qua bên kia bắt T-Rex. Mình muốn lấy gỗ, mình muốn lấy trái cây gì đó. Mình lên đây mình farm. Còn cái vườn trồng cây ở trên nhà của mình đó, chắc để dành trồng mấy cái giống xịn xịn quá à. Đó, các bạn thấy chưa? Chúng ta lại có được một đống mấy cái trái đỏ rồi. Rồi. À, các bạn để mấy cái trái đỏ vô trong này nè. Rồi để narcotic vô ha, là một chút xíu đó các bạn thấy chưa nè, mấy cái lọ mấy cái chai máu nè nó lên nhanh lắm chứ không phải kiểu mà làm thủ công giống như lúc trước á. Các bạn biết rồi, mấy cái chai máu này nó đã lắm. Qua bên kia mà lỡ hết máu các bạn bấm bơm á là máu các bạn tăng lên nhanh dữ dằn luôn, nó xịn lắm á. Nhưng mà hôm qua mình còn cái cây súng phóng lựu nữa. Cái cây súng phóng lựu hôm qua mình chế tạo nó tiêu rồi. Đây, cái cây này nè. Cái cây này bắn cũng bao mạnh luôn á. Nhiều bạn kêu mình là anh ơi test thử đi. Coi coi. Như là lúc trước mình có đạn ở trong này nữa bạn. Rồi chúng ta hết đạn rồi các bạn ơi. Rồi chưa có đạn rồi. Mấy cái đạn này phải chế nữa. Thôi để từ từ test sau đi nha. Thôi từ từ tới sau đây, mấy cái đạn đó mình cũng chưa biết đường chế, phải nghiên cứu nó mới được. Giờ này mà nghiên cứu nó chắc mất thời gian lắm. Rồi gửi cái yên vô đó đi, con này chắc nó đầy máu rồi. Đầy máu thì vô qua cầu em ơi, đi đi các bạn ơi. Rồi cái khâu chuẩn bị không các bạn thấy tốn thời gian hay ghê không? Nhưng mà do bán game mình chơi từ từ mà, các bạn phải chịu khó đồng hành chung với mình nha. Ủa? Ây da, ủa sao kỳ các bạn? Chết rồi, tai họa rồi, rõ ràng là cái con này. Cái con này trước đó mình có xây mấy cái turret ở trên người nó mà. Bây giờ sao thoát kem ra vào lại nó mất tiêu rồi các bạn ơi. Quái thật sự nè, cái con này nè, cái con mặt ngu nè. Giờ mới để ý luôn á. Mấy cái turret nó đâu mất tiêu rồi. Mình nhớ mình đâu có thu nó vô quá cầu đâu, mình bỏ nó đứng ở đó không à. Rồi, tập trung vô luôn, kệ đi. Thực ra mấy cái đó cũng chưa quan trọng lắm đâu. Tại vì mấy cái auto turret mình không có xây được á, chỉ xây được mấy cái sáo nòng ở trên người nó thôi. Chưa cần thiết lắm. Chờ nào chuẩn bị đi quấn boss đi nữa mình xây lại. Chắc là lỗi game rồi. Đấy. Bỏ mấy cái này ra.
Chết chết. Quên một thứ rất là quan trọng các bạn. Raptor. Nhanh thật sự luôn á. Rồi, mắc dấu, tốn công, tốn sức của mình đó. Các bạn biết mình quên cái gì không? Mình quên đem mấy cái viên đạn theo để mà bắt bắn mấy cái con Ron á. Thôi đi luôn. Cái cha. Cấp độ 30, thực ra cũng không tốn bao nhiêu máu. Để coi coi đặt mục tiêu nha các bạn. Các bạn đoán thử tập này mình bắt được 10 con T-Rex không? 20 con T-Rex. Ui con T-Rex màu đẹp quá vậy. Ui 114. Ui Iron Man. Đây 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 mấy con gòn nè. Mình nói thiệt với các bạn là mấy cái con đó nó không có mạnh. Mình nói theo nó làm bực mình dữ dằn lắm luôn á. Bây giờ té xuống dưới này luôn. Qua bên đây á là điều cần thiết á là các bạn phải đem súng qua. Nếu mà đem cái súng mà bắn dây á các bạn. Không có cái móc bắn dây là khó chịu ở cái thế giới này lắm. Ôi bắn bốn tốn tới 4 viên đạn luôn. Trời ơi nó bay à. Các bạn thấy dễ quạo lắm thiệt. Mình ghét cái địa hình này ghê luôn. Nó ray cho chúng ta cái cảm giác khó chịu. Chạy qua đây. Trời ơi, mình không. Vừa mới đáp xuống là có Raptor tới liền. Tụi mày nhớ cái mặt tao á. Một trăm mười bốn. Cái màu nó đẹp thôi các bạn ơi. Chứ 114 các bạn nghĩ ơi. 114 là hình như là cũng không được mạnh lắm đúng không? Tại vì T-Rex thường 145 nó mới mạnh. Xám xáo. Mà cái màu của con này nó đẹp thái cả nồi. Các bạn xem đi con T-Rex này, cái màu nó đẹp quá đẹp. Lên luôn à.
Ây da, anh ấy đứng trên đây được luôn các bạn ơi. Bắt luôn, mình bắt con này luôn. Tại vì mình nghĩ là chắc mấy bạn fan mình phái cái con này, chắc chắn là nhiều em sẽ phái cái màu này, tại vì mình nhìn mình cũng thích đây mà. Nhìn đẹp quá. Đừng nói là lên tới con nhện của mình được luôn nha. Ui trời 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 trời, lên tới con nhện tôi được luôn rồi, ghê quá vậy. Xuống đây, xuống đây. Mình có cảm giác là mấy con này nó rất là khôn các bạn. Trời ơi, nó khổ. Nó khổ thật sự luôn. Game này đi. Nhọc quá trời. Rồi, anh ấy lại lên tới rồi. Not your mind though. These were potential survivors that didn't pass the initial assessment to be considered for the simulation in the first place. Why would anyone be mucking about with them? Rồi, vị trí này là khá đẹp rồi đó các bạn ơi. Không còn chỗ nào đẹp hơn chỗ này đâu, mình nói thiệt á. Mày nhớ cái mặt tao á. Tao bắt xong cái con này đi, mày nhớ cái mặt tao á. Thì xịt 4 viên đạn luôn các bạn. Độ 25, nhớ mặt tao mày. Quên đem mấy viên đạn kia rồi. Cho 24. Ây ây. Trời 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 trời. Ây, hạ xuống ông ơi. Nó quánh con nhện của mình. Chó này. Chém cân, chém cân, chém cái con nhện, chém cái con nhện cơ. Mày khốn nạn, khốn nạn. Giam cắn, giam cắn, giam cắn, giam cắn, giam cắn thú quá. Rồi, được rồi. Mấy con này thôi mà nó khó khăn phái cả nồi các bạn. Thì cứ nghĩ là qua bên đây bắt 10 con nó dễ mà nó cảm giác sao mà thấy nó tù phái nồi. Quăng con này ra cũng là một cái sai lầm luôn.
tao. Mình bắt cái con này kiểu mà gì nó đẹp thôi nhé các bạn, biết đâu sau này nó lai ra thú nó sẽ đẹp. Nắng quá nắng. Là cái thời tiết này cho nó đỡ nóng. Cái màu này mà phải là màu của con Gigan đó các bạn thì nó sẽ bao đẹp hơn. Ui sao tự nhiên bó giáp mình hư hết rồi. Là để bắt 10 con T-Rex không dễ đâu các bạn ơi. Mất thời gian lắm á. Châu đến thế cơ mà. Chạy chưa? Mày chạy chưa? Con này mà 145 chứ mình nghĩ nó xịn với mức cái mức độ phê luôn á. Xem cái màu nó nè. Đẹp quá đẹp. Dạ. Gách quần cái áo hết trơn nè. Ơi xỉu rồi. Ui giời ơi, 114 các bạn ơi. Đẹp. Hay lắm. Chỉ cần con đầu ngọt ngào là mấy con sau nó ngọt các bạn. Gì đấy? Cực quá vậy. Ủa cái gì vậy? The fuck? What the fuck, man? Gì các bạn? Cái gì vậy, man? Ui là trời, bắn nó xỉu rõ ràng rồi mới để thịt cho người nó được các bạn. Nó tự nhiên ngồi dậy gì ông nội. Dạ, rồi, tai biến, các bạn ơi. Chó này. Ôi, ai, bạn fan nào xem tập này giải thích giúp mình với. Phải can ơi. Bạn nào gành vậy giải thích mình khúc này với nha. Mày không lẽ mày lên được luôn hả? Gối não thật sự các bạn. Đâu rồi? Ở đây nào. Bạn nào giải thích giúp mình đi. Tự nhiên nó tỉnh lại vậy.
luôn cái súng rồi. Mấy T-Rex này mà chịu liền là sau này mạnh lắm luôn nha các bạn. Có cái vị trí thuận lợi bắn là ngon lành. Ui các bạn ơi, sao mà turbo của nó tuột ghê lắm. Kìa, mới đó hết turbo luôn rồi kìa. Sao turbo nó ghê như vậy? Không lẽ game nó bị lỗi? What the fuck? Đi quá vậy. Đẹp cũng phải chết nha các bạn. Cây thật sự. Nó thiệt là cây thật sự luôn á. Hay da. À, để coi con nhện. Rồi mất tiêu luôn. Ơi ơi, đây nè tao, đây nè tao, đây nè tao, đây nè. Quay lại đây. Cứ tạm thời quay về nhà cái đi nha các bạn. Rồi chúng ta hãy tính tiếp. Bây giờ mình sẽ quay về nhà lấy đạn thêm, sửa lại bộ giáp cái. Mà sao mấy con T-Rex sao tự nhiên nó turbo nó tuột cái gì không luôn trời, tào lao quá vậy. Cái này là thiệt mình không hiểu nổi luôn á. Teleport activated. Có súng nào để mà bắn turbo nó nhanh hơn nữa các bạn, ngoại trừ cái súng lông nách này không? Cái súng lông nách này bắn thì cũng êm đó. Nhưng mà có điều nó hơi xàm một cái là nó gài đạn chậm quá. Nó gài đạn chậm cực kỳ luôn á. Chó điên mà đem qua bên kia là mình cảm thấy nó không ổn xíu nào rồi. Thôi bỏ ra cho điên đây. Đưa ra vô máu đi, cho mấy con heo nó bơm máu đại ca. Đạn này mình chế cũng nhiều lắm các bạn. Mấy trăm viên. Thôi con nhỏ đây, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, đi theo tôi. Mày đứng đây đi, chút xíu nó quên nữa các bạn. Quên lấy mấy cái đạn qua bắn thấy bà mấy quỷ ấy.
Powder. Đó, một đống đạn à. Qua mình bắn mấy cái con gòn sắp mặt hết. Cho nó kiểu mà cho nó hả dạ bằng nãy giờ mình dặn mấy con gòn lắm luôn. Nó heo nó kiểu mà nó cà khịa mình vời. Rồi, bây giờ chúng ta quay lại lại đó liền luôn nha. Mà không đợi nữa. Đỡ mất thời gian. Tập này mà tính mà bắt 20 con T-Rex mà. Vào kiểu này chết. Mình sẽ đi hướng khác thôi. Các bạn xem bơm máu mình bơm lên. Các bạn thấy không, lợi hại của cái chai bơm máu là nó vậy đó, nó lên ghê lắm. Lên liên tục luôn. Nãy đi mình quên hồi máu. Quên tự sát để hồi máu. Ây da. Ôi ôi ôi, cái hướng ếch gì nguy hiểm quá vậy. Trăm lẻ hai, trăm lẻ tám à. Đi luôn nha các bạn. La hoài luôn á. Hai mươi bốn, hai mươi bốn, bảy mươi hai. T-Rex bên đây thì nhiều lắm luôn các bạn ơi, nó nhiều như là cái gì á. Nhiều thật sự luôn. Tốc độ 100 mà. Trăm lẻ tám à. À, các bạn thấy để mà đi tìm được mà tầm khoảng chừng 10 con T-Rex mà dạng xịn á cũng đâu đơn giản đâu đúng không? Tốn thời gian phải rồi. Cái này chắc mình bắt sẵn luôn quá các bạn. Nếu mà mình tranh thủ thời gian á mình vô mình bắt luôn á. Bắn cái đầu mày bắn hoài quỷ. Còn thêm cái vụ mà nó nhảy xuống đây nó bị té, nó cay thật sự luôn. Mình phải nói với các bạn là mình ghét cái địa hình này cực kỳ. Bay lên được tới trên chỗ cái con này, cái tới chỗ con nhện mình là nó
Nó cắn hết một khúc máu rồi đó các bạn thấy chưa? Thấy wow không? Qua đây mới nhớ rồi, quên trước quên sau rồi, quên lấy cái súng bắn dây qua nữa. Bắn hoài, bỏ cho mày. Nãy giờ là tao cay mày lắm rồi đó. Rồi, thoải mái rồi các bạn ơi. As a janitor, watch you've got the knack for it. You are cleaning up messes, and you don't even know why you're doing it. But that's true of all you survivors, I suppose. None of you understand what's going on. Let me guess. I had an uninvited house guest. At least it doesn't stay for long, eh? Trăm mười bốn các bạn, thua con hồi nãy nữa. 60. Trăm bốn à. Còn bên đây 114 được nè. 114 là mình nghĩ là cũng xịn sò đó bạn. Chắc nghĩ là con 114 đó chắc nó cũng tai biến đó với cái bầy Raptor đúng không? Sáu dạ. Dạ, mình có nhìn lầm không các bạn? 174. Rồi. Như vậy là ở đây có một con chia ke ra top 174 nha bạn. Còn tên T-Rex thì chỉ có 60 thôi. Con T-Rex thì chỉ có 60 thôi nha. Cái con chia ke ra top thì nó 174. Có được cái con T-Rex 174 là ngon lành luôn á. Ui, 162 nè các bạn ơi. Quá xịn. Quá xịn, xịn xịn. Đúng rồi các bạn ơi, 162. Quan trọng là không biết bắt nó được không nữa nè, hay là nó bị tụt tu bộ trang hồi nãy nó chắc mình khóc thiệt quá. Ồ, nãy giờ có cái cách bắt gì ngon lành mà không có. Đi chỗ khác chơi, tao cay mày nãy giờ rồi. Nãy giờ bắn gì ngon lành các bạn.
mốt mình chơi hàng tiếng gì 145 trở lên mới bắt. Thì sau này chúng ta sẽ có được một đợt T-Rex nó hoàn toàn là hàng xịn không. Đâu nó vậy? Đi chỗ khác. Trời, bắn không. Mày láo nè. Mày láo nè. Tức. Tức lắm, tôi biết. Mình biết là nó tức lắm các bạn. Sao 6:24 rồi, không chơi. Ôi ôi các bạn xem nó lăn theo mình kìa. Đúng là sau khi mà chơi một hồi mình mới có cảm giác được các bạn. Kiểu mà bỏ mấy ngày á mới có lại được cái cảm giác là chúng ta phải chơi vậy nè. Chơi gì nó mới đúng bài chứ nãy giờ cây cú thấy hoà. Đi chỗ khác chơi. Trời con quỷ này. Bộ lão. Họ mắc dấu cái con kia từ dưới. Dài. Mắc dài thật sự các bạn. Đi nha. Ôi. Đi con ơi, nó quánh mày chết con ơi. Ô lao. À, đúng là kế hoạch bắt 100 con, bắt 20 con T-Rex kiểu này được các bạn ơi. Xịn rồi, bắt đầu mình nghiên cứu được cái phương pháp để bắt rồi. Chúng ta cởi cái con nhìn nhện vậy nè. Đứng trên đầu bắn là xịn nhất. Khỏi bị mắc dấu mà khỏi bị mấy con quỷ đó nó gượt kìa các bạn xem nè. Nó gượt theo nguyên một bầy luôn, chịu không nói. Cái này là mình tận dụng hết trơn cái bộ kỹ năng của con nhện luôn các bạn. Cái mắt này đúng là con nhện là xịn nhất. Đúng không? Các bạn nào có chung ý kiến của mình giống mình không? Con nhện là xịn sò nhất. Xem nó bu cục cục. Xỉu rồi.
156 luôn các bạn. Ôi trời ơi, trời ơi, nó dướng một băng ở dưới này nè các bạn ơi. Ôi 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 ôi. Không có đem con gì qua hết, hồi nãy để quên con bên kia qua luôn. Rồi, sorry các bạn nha. Tại mình lỡ bấm bàn phím còn không có tắt được luôn á. Bây giờ mới là quà. Mấy cha ơi, mấy cha tha cho em một cái, mấy cha ơi. Cái vụ gì dữ vậy, thiếu nợ giật tiền hay gì, làm gì dữ vậy? Mấy lỡ có thiếu tiền thì từ từ trả chứ làm gì dữ vậy? Qua đây, qua đây hết, qua đây, qua đây, qua đây, qua đây. Qua đây. Trời ơi. Nó kiểu mà nó biết mình nổi tiếng hay sao, nó theo nó xin chữ ký quá trời rồi các bạn ơi. Trời ơi. Kéo hết vào đây, kéo hết vào đây, từ từ tôi cho. Đừng chen lắng, đừng chen lắng. Ai cũng có. Ai rồi cũng có, đừng chen lắng, từng người một. Sợ thật sự rồi. Ôi. Mười sáu. Đấy các bạn thấy không? Khi mà các bạn không có quan, không có cần đi tìm á. 196 nè. Thì đứng một chỗ thôi cũng có nữa. Quá êm rồi. Lên thêm 80 cấp nữa các bạn. Mạnh lắm luôn á. Ca đại ca, đừng gáy, đừng gáy, đừng đi đâu chứ. Làm ơn mà vui vô đây tao cái hậu quả tới bây giờ luôn nè. Rồi xong phên một con nhá. Ui gao bạc các bạn ơi. 156. Sói bạc chiếu sáng nè. Gao bạc. Nhìn nó màu bạc là đã không? 156, mình chỉ tiễn những con xịn sò thôi nha. Tôi bóp là tôi không chơi đâu. Cái con hồi này, cấp trước các bạn, cái màu nó đẹp thật sự luôn. Màu đỏ đỏ đó, hiếm có lắm mới có được con đó. Tại vì mà mấy cái con T-Rex này các bạn tô màu á là đâu có được. Tô màu là kiểu mà thu vô trong quả cầu á là nó sẽ bị mắc cái màu liền. Mấy cái con màu mặc định kiểu vậy á là các bạn thu vô nó không bị mắc, nó mới đẹp. Nếu mà màu tự nhiên á nó mới đẹp.
này là ông sinh ra ông đã sai rồi. Ông gao bạc rồi nè. Để mình giải thoát cho ông nha các bạn. Ui, như vậy là tập này cũng được chứ bộ, đúng không? Đầu tập thì kiểu hồn hơi cay cú các bạn. Chơi hồi nó mất gượt lên liền. Ít nhất cũng cho mình được hai con T-Rex xịn sò cấp trăm mấy. 156 với 160 mấy là xịn lắm rồi. Cấp độ cao là mình thấy xịn nữa bạn ơi. Cấp độ cao thì nó sẽ đẻ con ra, cái đứa con của nó sẽ mạnh đó bạn. Ở đây mấy cha, chị ký bên đây nè. Khôn thế nhở. Chết rồi, hình như là quên. Trời ơi, trời ơi. Đi theo tao, đi theo tao, đi theo tao nè. Ba thằng bay đi theo tao. Nhanh ra. Khôn thấy sợ các bạn. Ừ, lăn xuống. Mày. Thì sao không lăn xuống? Nó khôn thấy ghê các bạn. Ra đây con. Ra đây coi, ra đây có kẹo bên này. Các bạn thấy nó khôn ốc mà nổi thiệt sự luôn. Đúng là thằng này nó không tha cho mình nữa bạn. Ui, có cà máy mà nãy giờ nó gáy quá gáy. Rồi thoát luôn à. Thoát luôn nè. Thoát luôn nè. Yeah. Ôi, 233 cấp rồi bạn ơi.
mày vô đây mất công quả tới. Trời ơi, bắt mấy con này nó nhọc thì thôi đi các bạn ơi, nhưng mà kiểu mà đổi lại vậy cũng được rồi. Nó gượt theo mình quyết chỉ luôn các bạn. Nếu mà giống như là mình thiếu tiền nó từ hồi đời nào đó, nó không tha cho mình luôn á. Ý là tôi càn cái gốc rồi đó mà vậy mà phóng ra mà còn phóng đi được xuống dưới này để sợ thật sự luôn. Bên cái địa hình này đúng là nhiều lúc nó wow thật sự. Các bạn mà phải là người chơi thì các bạn mới thấy, các bạn là mình đi wow dữ dằn luôn, nhiều lúc nó bực mình. Nhưng mà thôi, tập này chúng ta bắt cũng được hai con rồi nha các bạn. Xịn sò rồi. Chăm sóc mấy bộ đấy, tự chơi đấy nha. Hy vọng tập sau bắt nhanh hơn nha các bạn. Cứ tưởng là bắt đi ghét dễ, ai ngờ đâu qua bên đây đó các bạn thấy không? Khó chẳng ai luôn. Và được hai con cấp độ cao được rồi. Mình sẽ bắt nguyên một đàn như đó, tầm khoảng chừng 10 con, 15 con, 20 con các bạn. Sau đó chúng ta cho nó phối nhau á, ra một cái thế hệ chơi siêu mạnh. Lúc đó chúng ta qua bên kia căn boss cuối ha. Thôi được rồi, mình hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Tập sau chúng ta chiến tiếp tục, mình nghỉ xíu rồi xong rồi mình vô mình làm tiếp cho các bạn xem thêm một tập nữa nha. Các bạn đợi mình xíu ra nghỉ cái đó. Đang quay mà nó muốn át xì rồi, khó chịu quá. Đây, bạn nào đồng hành cùng với mình tới giây phút này thì cảm ơn tất cả các bạn nha. Nhưng mà nhớ like giúp mình nha các bạn. Để coi coi con này hình như là một con đực, một con cái hay sao á. Ôi, đây là một con cái. Yeah. Còn đây coi. Con cái luôn các bạn ơi, cậy đi, con cái cũng được, con cái nó hơi hiếm á. Đổi tên lại. Trên em F0 nha. Tại vì cái bầy này là kiểu mà mình sẽ đặt nó theo cái thứ tự luôn các bạn. Thế hệ nó là F0 á, T-Red. Và số thứ tự nó là 01. Đó, 01, 02, 03, 04 vậy đó. F0 á. Rồi xong rồi chúng ta phối ra F1 rồi F2. Từ từ sau này mỗi một con cắn cái là chịu các bạn. Mỗi con cắn một cái là 1 triệu đam. Vậy để vô căng nó mới đã. Nghe cái sướng liền các bạn. Ôi, tiết tăng máu nè. Ui, thôi rồi. Thôi, hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Mình nghỉ ra nghỉ cái rồi chúng ta chiến tiếp tục. Bye bye các bạn.